nhằm hỗ trợ lao động chịu tác động của COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị chính phủ duy trì thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp người lao động đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Điều kiện như sau. Người lao động có trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, có thời gian tham gia bảo hiểm y tế đủ 2 năm liên tục trước thời điểm bị chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng COVID-19, chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ thời điểm đơn vị bị tạm ngừng hoạt động trong khu vực bị phong tỏa hoặc hoạt động trong các lĩnh vực phải tạm dừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đến thời điểm sau 30 ngày kể từ thời điểm đơn vị được cấp phép hoạt động trở lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Thời gian miễn đóng mà vẫn được duy trì thẻ tối đa 8 tháng, tính từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.